con đã quay trở lại với chương trình giới thiệu sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo Việt Nam. Và hôm nay thì Hà Ngân đang rất là nóng lòng để được giới thiệu đến quý bà con một sản phẩm vừa tiện lợi vừa giúp tiết kiệm thời gian để bà con nâng cao năng suất hiệu quả chăn nuôi và đạt giá trị kinh tế cao. Thì sản phẩm mà Hà Ngân đang muốn giới thiệu ở đây đó chính là máy TK1500 được sản xuất và phân phối độc quyền bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo Việt Nam, với tính năng vô cùng nổi trội mà Hà Ngân tin chắc là quý bà con rất là yêu thích, đó chính là chỉ cần băng thái một lần là miệng, không cần phải băng thái quá nhiều lần, thật là tiện lợi đúng không ạ? Vậy thì bây giờ Hà Ngân sẽ giới thiệu chi tiết hơn để quý bà con cùng tham khảo về sản phẩm này nhé. Với cấu tạo chắc chắn và an toàn cho người sử dụng, Hà Ngân không thể không nhắc đến 4 lợi ích nổi trội của máy thái mịn Takeo TK1500. Lợi ích đầu tiên đó là máy sẽ giúp giảm sức lao động và tăng quy mô cho người chăn nuôi, bởi vì máy được thiết kế để giúp bà con băm thái thức ăn nhanh gấp 70 lần so với việc băm thái bằng sức người, cho nên là sẽ hỗ trợ bà con tiết kiệm được cái quá trình mà chuẩn bị thức ăn cho vật nuôi hàng ngày. Ngoài ra thì sẽ hỗ trợ bà con mở rộng quy mô đàn gia súc gia cầm hiệu quả hơn. Lợi ích thứ hai là chúng ta sẽ tận dụng được nguồn thức ăn có sẵn từ tự nhiên như là thân cây chuối, cỏ voi, thân cây ngô, củ quả hay là rau bèo lục bình, đều là những cái nguồn thức ăn mà mình có thể tìm thấy từ tự nhiên, không chứa chất cấm, những cái chất kích thích tăng trưởng hay là thuốc trừ sâu hay là chất bảo quản. Do đó mà chúng ta sẽ cung cấp được một cái nguồn sản phẩm chăn nuôi thịt sữa đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Thứ ba đó là bởi vì chúng ta tận dụng được cái nguồn thức ăn tự nhiên, luôn có thể tìm kiếm ở ngoài xung quanh nhà hay là tìm kiếm mua ở bất kỳ đâu, cho nên là mình có thể giảm được cái chi phí mua thức ăn công nghiệp cho vật nuôi. Thứ là lợi ích mà Hà Ngân không thể không nói đến cho quý bà con đó là máy thái mịn Takeo TK1500 sẽ rất an toàn và tiện lợi cho người sử dụng, bởi vì máy có CB cấp nguồn nè, chân máy thì rất là vững chắc, miệng nạp góc nghiêng, rất an toàn và sẽ hạn chế được tối đa những cái nguy cơ mà gây tai nạn trong quá trình bà con sử dụng máy. Bà con hãy lưu ý Takeo TK1500 chính hãng, quan sát xem là cái logo ở trên bề mặt máy có được dập nổi hay không. Xin chào tạm biệt và đừng quên nhấn theo dõi kênh để chờ xem những sản phẩm ưu việt tiếp theo của công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo Việt Nam nhé.